Dạ vâng, Ly Chung xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú anh chị. Đầu video thì cũng cho phép Ly Chung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú anh chị ơi, để tiếp nối với những cái video mà Ly Chung chia sẻ đến quý ông bà, cô chú anh chị của mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà quan, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện cả nhà. Thì ngày hôm nay Ly Chung lại tiếp tục chia sẻ đến quý ông bà, cô chú anh chị của mình thêm một cái video nữa. Thì ở trên cái video ngày hôm nay Ly Chung tiếp tục đến một cái khu nghĩa địa. Thì một cái này đúng ra không phải là khu nghĩa địa cả nhà, là một khu rừng có một cái ngôi nhà mồ nó rất là lớn luôn. Thì nói về cái khu rừng mà có ngôi nhà mồ này á, thì khi mà cả nhà mình nhìn thấy cái quang cảnh thì cả nhà mình sẽ nhớ là ngay là cái ngôi nhà mồ này Ly Chung cũng đã đến đây rất là nhiều lần rồi cả nhà. Thì Ly Chung đến đây á, Ly Chung cũng đã gặp rất là nhiều cái trường hợp phong linh, phong quỷ rồi yêu quái yêu tinh luôn. Nó cũng đã xuất hiện ở trong cái ngôi nhà mồ này rất là nhiều. Đó, thì ngày hôm nay Ly Chung lại tiếp tục quay trở lại cái ngôi nhà mồ này để xem là ngày hôm nay có cái vong linh hay là vong quỷ nào về đây hay không. Đó, thì nếu mà ngày hôm nay có Ly Chung đến đây á, mà có vong linh hay là vong quỷ gì đó thì Ly Chung sẽ giúp đỡ, cùng cái nhà mình giúp đỡ và đưa cho họ đi về chùa, về núi, về non để họ tu hành học đạo, để giúp cho họ sớm ngày tích đủ phước đức để giúp cho họ có thể là chuyển kiếp luân hồi, chuyển kiếp thành một kiếp người mới để không còn phải là vất vưởng nè, lang thang đổ khác khắp nơi đó, rồi gây ra nhiều cái tội lỗi cho cái nghiệp của mình càng ngày nó càng nặng để rất khó có thể siêu sinh. Vậy rồi, thì không để quý bà cô chú anh chị mình mất nhiều thời gian nữa, thì ngay bây giờ Ly Chung xin phép kính mời cả nhà cùng với Ly Chung chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào bên trong cái khu rừng có cái ngôi nhà mộ ở phía trong giữa, ngay chính giữa cả nhà, để tìm hiểu xem là ngày hôm nay có vong linh vong quỷ nó về đây hay chưa nha cả nhà. Vậy rồi, thì bây giờ Ly Chung sẽ tiến vào bên trong cái ngôi nhà mộ này. Đó. Và Ly Chung cũng xin phép kính mời cả nhà cùng với Ly Chung chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào bên trong đây để tìm hiểu xem là ngày hôm nay có cái vong linh hay là vong quỷ nào về đây hay chưa nha cả nhà. Có tiếng con gì nó kêu quá trời ghê nha cả nhà. Biết con gì kêu nghe trở ngốc gái. Tính ra thì cũng rất là lâu rồi Ly Chung mới quay trở lại cái ngôi nhà mồ này cả nhà, cả tháng hơn, không biết là ngày hôm nay có vị vong linh nào về đây. Ê, cả nhà thấy gì không cả nhà? Kìa, mái tóc dài dằng luôn. Dạ xin chào. Ôi, mới thấy mái tóc dài dằng lúc ở đây nè cả nhà, không có thấy được cái người. Cho hỏi là vị nào đang trú ngủ ở đây vậy ạ? Cho Ly Chung xin chào nha. Ấy. Ok ok. Xin bạn cả. Dạ xin chào. Cho hỏi là vong có cần là tôi giúp đỡ cho gì không ạ? Ấy. Đâu rồi? Đây đọc tiền cả. Ê kìa kìa.
Thì tôi đến đây chỉ muốn giúp đỡ thôi. Nếu mà cần tôi giúp thì hãy ra đây để giao tiếp với tôi đi, để tôi biết được là các vị cần gì thì tôi mới có thể giúp được. Ok, đứng mạnh vậy đó nha. Rồi cái mái tóc dài ghê luôn. Dạ xin chào. Tôi đến đây thì chỉ muốn là giúp đỡ thôi, chứ không phải đến đây để mà làm hại. Thì rất mong mà vong hoan hỷ giao tiếp với tôi được không? Sao cứ bỏ đi sao mà ta? Vong ơi. Đâu ta? Ok, nhanh khoảng đây. Thì Vong đừng có sợ nha, tôi đến thì chỉ muốn để giúp đỡ thôi. Thì hãy giao tiếp với tôi đi, để tôi biết được là Vong cần gì ạ. Vong ơi. Xong. Ok, ok, qua tới bên đó rồi đây nha. Sao chạy không người ta kì vậy? Nó sao chạy phía sau này nhỉ? Nó xíu rồi cả nhà. Như là con nhỏ hay sao? Ok, cũng lên nha. Đâu rồi? Ôi, giờ mới thấy rõ nè cả nhà. Mặc nguyên một bộ đồ trắng tát luôn kìa nha. Cho hỏi là Vong nữ hay Vong nam vậy? Dạ xin chào. Không biết là nữ hay nam nữa mà. Mặc nguyên một đồ trắng luôn. Tóc nguyên gáo tràng trắng hay gì thế nè. Nó chạy không người ta? Ok, lại tới bản được kia nha. Thì giao tiếp với tôi đi, để tôi biết được là Vong cần gì thì tôi để tôi giúp cho. Chứ bây giờ Vong cứ trốn tránh tôi như vậy thì tôi cũng đâu có biết được là Vong cần gì đâu. Để tôi giúp cho. Thì tôi biết chắc là ở trong đây thì Vong không có được ăn uống gì nhiều. Vong sẽ rất là đói. Và Vong cũng đang cần một người nào đó để giúp đỡ cho Vong một vấn đề gì đó. Hoặc là Vong đang có nỗi hận gì đó thì Vong hãy kể cho tôi biết đi, để tôi giúp đỡ cho Vong được không? Tôi đến đây thì chỉ có ý tốt thôi, tôi không có làm xấu, không có ý xấu để hại Vong đâu. Mình càng nói càng đi thôi mà ta, không thèm đói hoài chứ mạnh rồi. Đúng rồi. Nhấn gì vậy? Ok, ok, qua tới bên đó rồi kìa. Cho hỏi là Vong nam hay Vong nữ vậy? Có thể là vui lòng giao tiếp với tôi được không? Thôi. Kỳ trời. Vậy sao cả nhà? Thôi, bây giờ mình sẽ không đi kiếm nữa cái nhà. Bây giờ chắc là Lê Trung sẽ đặt luôn các bạn nghi thức đi, để xem là có ra dùng không. Rồi mình sẽ vào mình trò chuyện sau đi. Chứ bây giờ cái kiểu này sao mình vô phương rồi. Cứ chạy không, cái này không có làm gì được hết cả nhà. Bây giờ là chắc là Lê Trung sẽ đặt luôn các bạn nghi thức cái nhà. Để mình chừng đặt máy bên đây nè.
Bây giờ mình sẽ đặt máy, đặt cái bàn nghi thức ở trên đây đi cả nhà, cho nó sạch. Cái gạch này sạch hơn cái dưới xi măng. Mà nói chung cũng phải lót cái tấm lót nữa cái này. Nó sạch. Thì khi mình cúng cho người ta chỗ sạch sẽ thì người ta cũng khoái nữa cả nhà. Chứ mình cúng kiểu nó dơ bẩn quá thì cũng không hay. Không biết là cái lý do gì mà cái vong linh này cứ thấy mình là cứ trốn không được ta. Hỏi thì cũng không thèm nói chuyện luôn. Không thèm ư hử gì ta. Kỳ. Tiền rồi, bữa nay mua được 2 trái cam với mấy cái bánh này rồi. Tháng này view cái này thì chắc chết đói nữa. Hy vọng mọi người đừng có dông nào đồ ăn. Đồ ăn gà, ăn vịt gì cho đỡ khổ. Đã đang vất vả mà còn gặp bị phá tình. Nghèo mà còn gặp cái eo. Đọc quên lấy cơm. Hôm nay nói chung cũng có đem theo phần cơm nha cả nhà. Cơm thì bữa nay nói chung đem cơm chay với tàu hủ chiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có cái nguyện là muốn được trợ duyên cho cái vong linh mà vừa mới xuất hiện ra để cho con nhìn thấy. Thì con cũng mong các ngài các ông quan hỷ cho cái vong linh này ra đây để nhận hưởng những cái phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây để giúp cho họ được no lòng ấm dạ hơn, đỡ đói lạnh hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì Lê Trung sẽ lui ra khỏi đây nha cả nhà. Để nhường vị trí này lại cho cái vị vong linh này ra nhận hưởng những phần lễ mà ngày hôm nay mình đem ra đây nha. Ủa không lẽ là anh đó ảnh cúng đồ ăn mẹ ta. Giờ mình đói quá rồi.
quá trời đồ ăn luôn.
chào. Chào anh. Cái này anh đem cúng cho em ăn hay gì vậy? Đúng rồi. Thì dông dông nữ hả? Dạ đúng rồi. Rồi mất bao nhiêu tuổi sao nghe tiếng còn trẻ quá vậy? Dạ em mất lúc 12 tuổi. 12 tuổi hả? Dạ. Ồ, rồi mất cái này lâu chưa? Hôm nay 8 năm rồi. Rồi 12 tuổi, vậy là tôi kêu bằng em nha, tại nhỏ hơn tôi nhiều lắm nha. Dạ đúng. Rồi em tên gì đây? Dạ em tên Huyền. Tên Huyền hả? Hường hả? Dạ. Rồi bé Hường nè, rồi sao mà mất sớm quá vậy? Rồi có bệnh hoạn gì không mà mất sớm vậy? Hay là té xong gì không? Dạ em bị ông cha dượng ổng giết á. Bị cha dượng giết hả? Dạ. Rồi sao kỳ vậy? Sao chạy... Bây giờ cái vấn đề này bây giờ là kể rõ cho tôi nghe được không, chứ tôi nghe hơi bị lan man nè. Đâu sao kể cho tôi nghe coi. Dạ. Em hồi lúc trước á, em có ba có mẹ ở trong nhà. Lúc mà có em rồi cái ba em á, ông không còn thương mẹ em nữa. Cái ông bỏ mẹ con em á, ông nói ông có vợ bé á. Ông bị mất tiêu luôn rồi. À, vậy là ba ruột của bé là bỏ đi bỏ mẹ con của Hường đi theo người khác hay sao? Dạ đúng rồi đó. Rồi nãy là Hường nói là bị cha dượng giết hả? Là giết như thế nào? Để em kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe nha. Rồi kể đi cho anh nghe coi. Là nơi em có vợ bé thì đi ở với vợ bé rồi bỏ hai mẹ con với em mới sân sơi sắc sở vậy đó. Cũng muốn em cùng với xíu rồi. Rồi cái gì? Mẹ em tần tảo đi làm này làm kia đổ với mẹ với em nuôi em. Rồi có mấy năm sau nữa thì mẹ em gặp được cái ông cha dượng rồi. Rồi cái hai người mới thành vợ thành chồng. Mẹ em thì cũng đi mần mướn cũng làm ruộng không à, đi dặm lúa nhổ cỏ cho người ta vậy đó. Còn ông cha dượng thì cũng đi làm hồ. Hồi lúc đó thì em cũng đã 12 tuổi rồi. Rồi cái bữa đó đó không biết làm sao mà ông cha dượng của em ổng không có làm. Ông đi về sớm. Mẹ em nó thì cũng đã đi làm rồi, chỉ có một mình em ở nhà. Em thì ở nhà ăn mình đó, em thấy thoải mái lắm. Em nằm trên cái giường đó. Em nằm kiểu nào cũng được hết trơn á, tại vì có một mình ở nhà. Không cần giữ y tế đâu. Sau cái ông cha dượng ông về, em đâu có hay. Ông về ông đứng đầu giường á, ông nhìn em. Nhìn em lâu lâu lắm á. Rồi cái ông mới bước lên giường, ông lại ôm em. Là cha dượng của em á là ôm em luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi em mới cảm ơn em đi làm cha làm gì vậy? Sao cho anh con? Cho bông con ở đây. Rồi cái ông nói với em là để cho cha ôm chút đi, để cha thăm coi không có làm sao. Rồi em đâu có biết là thăm cái gì đâu. Rồi cái ông sợ bố rồi con em á, ông cột vô áo em á, ông giờ lên ngực của em á. Là ông cha dượng ông rờ cái cơ thể của cô luôn. Dạ đúng rồi. Giờ sờ ngực của em á, rồi cái ông nói gì nè, nói
trời, này mới vú ha. Ồ. Rồi em đâu có biết cái gì đâu, em nói là cha ơi, con đâu có tâm vú đâu, con tâm hường nè. Ừ. Rồi cái cha dượng em nói, thì cha nói gì kệ cha đi, con đừng có quan tâm. Ừ. Rồi cái ông hờ đã đời luôn. Rồi cái lần hồi cái ông không sờ xuống chỗ ở dưới nữa. À, là tới cái dưới của em luôn hả? Dạ đúng rồi. Tại. Dạ đúng rồi. Rồi nay mới bút bút hả? Tôi. Rồi rồi em mới thắc mắc nói, ủa cha ơi, con tên Hiền chứ con đâu có tên bút bút đâu. Ờ là ông rờ vô rồi ông nói là mới bút bút. Dạ. Rồi chứ ông nói vậy, thằng thì kệ cha đi, cha nói bâng quơ vậy đó mẹ, con đừng có quan tâm làm gì. Ừ. Rồi cái ông sờ em một hồi á, em thấy mặt cái nhìn quay qua em nhìn thấy cái mặt cha em á, em cảm giác giống như là phê vậy đó, sướng làm sao quá là nào mặt ông đời đánh kỳ lắm. Ờ làm cha dượng của em á ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Em sợ em một hồi cái ông á, ông nói gì nữa, nói gì em gái nhờ cho cha đứng nhờ cũng hay nha. Cái gì ông nói sao? Nó là cha là cho cha đứng nhờ cũng khoai. Là ông nói vậy luôn hả? Ông nói là cho kêu em là để cho ông nướng nhà của khoai luôn hả? Dạ đúng rồi. Trời Phật ơi. Nhưng mà em suy nghĩ đấy, ủa cha ơi, nướng khoai mình phải đốt lửa lên có than mới nướng khoai được chứ. Ừ. Cái này không con ơi, nướng khoai là khoai khác chứ không có phải là nướng có khoai đó phải ăn đâu. Ừ. Vậy mới ủa khoai gì cha? Chị để cha làm đi là không biết. Rồi ông ấy tột quần em xuống đó. Ừ. Tột quần em xuống cái ông đó. Ông đút cái khúc gì mà cứng đó, vô người của em á. Em đau lắm. Trời ơi. Là làng lên mà không có ai tới hết trơn. Là ông thực hiện hành vi đó với em luôn hả? Rồi lúc đó là em sao mà em không giãy giụa ra rồi chạy. Em giải nhưng mà giải không có lợi. Ừ. Em la quá trời la luôn á, rồi cái ông sợ làm sao á, ông lấy cái gối ông đè lên cái mặt của em á, em đâu có la được. Ừ, là sợ, kiểu như là sợ em la lên rồi người gì vòng vòng phát hiện rồi ông lấy cái gối ông bịt miệng em lại hả? Đúng rồi. Ông đưa cái đó vô người em á, lâu lắm đau đớn dữ dằn, nó khóc hết nước mắt luôn á. Trời ơi. Đã rồi một hồi ổng mới leo xuống cổ người em á, ổng thở dốc. Ổng thở hồng hộc vậy đó. Lúc đó em tủi thân lắm, em mắc cỡ nữa. Rồi ổng lấy cái gói ổng đè em lại vậy là bao nhiêu lâu ổng mới buông ra? Ổng thực hiện xong hành vi đó rồi cái ổng mới buông ra. Lúc đó em chỉ khóc không, em la không nổi luôn á. Rồi sao mà rồi sao lúc đó em không chạy đi tìm mẹ của mình? Mẹ em thì đi làm chiều tối mới về lắm. Chứ mà vấn đề em nặng quá, em đâu có tung ra mà chạy được đâu. Lúc đó em còn nhỏ mà em đâu có mạnh, sức mạnh đâu mà để tung thoát khỏi ông cha dượng đó. Rồi sau khi ổng buông em ra rồi như thế nào nữa, kể rõ cho anh nghe coi. Rồi cái ông nói là ông giấy cha nướng khoai chín rồi đó, mai mốt là cho cha nướng nữa nha. Cô nói vậy đó em chỉ biết khóc luôn. Rồi lúc đó là đau đớn như lắm hả? Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa? Rồi cái khoảng mấy bữa sau á, em thấy ổng là em sợ, em tránh mặt ổng không à. Rồi cái mấy bữa sau đó cái ổng đi làm, cái ổng về ổng thấy em cũng nằm ngủ ở trên cái giường đó nữa vậy đó. Rồi cái ổng phóng lên người em, ổng đè em xuống, cái ổng cởi quần em ra. Ổng nói là con ơi, để cha nên nướng khoai một lần nữa nha. Ổng nói vậy đó rồi cái ổng đưa cái đó vô người của em á, nó có rồi em đau lắm, em giải không được.
rồi thì ông dẫn cái chia cái xài cái chiêu cũ này là ông lấy cái roi ông đè cái mặt em lại, em đè cái miệng em lại, không cho em la làng lên á. Nói thật là hiện hành vi một hồi rồi xong cái em đau của em giải dụa, em tính tung ra để em chạy, em kêu la làng lên á. Ông đè cái gối mà nặng quá, rồi em ngập thở em chết luôn. Trời ơi. Rồi sao trước đó sao em không nói không mát mẹ hay là mấy em mát người lớn ở vòng vòng đó cho người ta xử lý? Ông thâm em, ông thâm thôi. Không có được nói với ai nha, nếu mà nói với ông giết á, em sợ lắm. Cho nên em không dám nói với mẹ em, không dám nói với mấy người hàng xóm nữa. Một phần là em sợ, chứ một phần đó là em sợ người ta dị nghị rồi. Em với em sợ ông không giết em á, cho nên em không có dám nói. Rồi sợ ổng giết em mà em không nói với mẹ, rồi không có nói với những người xung quanh, rồi cuối cùng ổng cũng giết em vậy. Phải lúc đó mà em đi em nói với mẹ là mẹ có thể là giúp cho em nhiều hơn, rồi có thể là ông ta bây giờ là ông ta không có giết em, cũng như là phải chi em cho mẹ em biết á, thì mẹ em sẽ xử lý là có thể là ông ta sẽ đi ngồi tù luôn. Sao mà em dạy quá vậy? Ổng cứ hâm em hoài à. Cho nên em sợ em không dám nói. Rồi cuối cùng là ổng làm như vậy với em là hai lần là em mới mất hả? Dạ đúng rồi. Hồi nãy lên anh mới vào đây sao thấy anh cứ chạy không vậy, không dám đứng lại nói chuyện với anh hả? Dạ đúng. Sợ hay sao? Sợ hả? Em thấy đàn ông em sợ, cho nên em không dám đứng lại nói chuyện. Em cũng đừng có sợ. Thì anh đó là người chuyên đi tìm các vị vong linh đang đấu khác lạnh lẽo quất vưởng ở trên cái cõi ta bà này để cho anh giúp đỡ thôi. Chứ anh không có làm hại bất cứ vị vong linh nào hết, cho nên em cũng đừng có sợ. Thì anh cũng muốn chủ yếu là muốn cúng kiến cho các vị vong linh dùng, và sau đó giúp cho họ đi về chùa, về núi, về non để tu hành học đạo, để sớm được chuyển kiếp luân hồi thôi, không còn phải vất vưởng ở khắp nơi như thế này nữa. Thì ngày hôm nay anh đến đây thì cũng có cơ duyên để gặp em. Thì em cũng đã kể cho anh hết, nghe hết được những câu chuyện về cuộc đời của mình rồi. Thì thôi anh cũng khuyên em á, em nên đi về chùa đi, để tu hành đi, để học Phật đi, để biết được những cái lý lẽ cuộc sống trên đời này nó cần phải sử dụng những cái gì, và mình cái luật nhân quả nó xảy ra như thế nào, rồi cái cách sống ở trên cái cõi đời này nó như thế nào, để mà ở cái kiếp tiếp theo á em biết cách để mà xử lý đó. Chứ em đừng có dại khờ mà cắn răng chịu đựng mà sợ hâm he như vậy, rồi cuối cùng á là người mà cái người mà phải lãnh cái hậu quả cực khổ cũng là em thôi đó. Bây giờ thì anh muốn giúp cho em đi về chùa về núi để em tu, thì em thấy như thế nào? Nếu vậy thì thôi biết mấy. Em đã nhiều lần em tính đi nhưng mà em không có biết đường đi. Thì thôi ngày hôm nay thì anh với em cũng có cái duyên với nhau, thì để anh sẽ giúp cho em đi về chùa em tu, được không? Dạ được. Rồi thì bây giờ mọi chuyện thì nó cũng dở lỡ rồi, em đừng có buồn nữa, mà hãy cố gắng cho cái tương lai của mình sau này, cố gắng học hành. Rồi bây giờ thì em chắp tay lại đi, rồi em niệm Phật đi. Em biết niệm Phật không? Dạ biết. Rồi ấy đi, rồi anh sẽ đưa cho em đi về chùa để em tu, để khỏi phải bất vượng nó trên cái cõi ta bà này nữa nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm, để giúp đỡ em. Rồi, anh cảm ơn em. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ rồi, thì kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, nếu như cả nhà mình theo dõi video từ đầu đến giờ thì cả nhà mình cũng đã hiểu được cái câu chuyện về cái cô bé ngày hôm nay Lê Trung gặp như thế nha, cô bé Phúc Linh mà Lê Trung gặp. Thì quả thật sự là Lê Trung cảm thấy nó quá bức xúc đối với cái trường hợp của ông cha Dượng này. Cô bé chỉ mới 12 tuổi thôi chứ nhiêu đâu cả nhà, mà lại có thể là thực hiện cái hành vi đồi bại của ông ta như vậy, mất hết nhân tính. Thôi cả nhà ơi, thì bây giờ hiện tại bây giờ thì trời cũng đã chuyển mưa rất là nhiều rồi, thì cái câu chuyện về của cái cô bé này thì cũng khá là buồn, khá là
khá là đau khổ, cho nên là Lê Trung không muốn nhắc lại nhiều. Đó thì cả nhà mình xem thì cả nhà mình cũng biết và hiểu được cái câu chuyện của cô bé này như thế nào rồi. Đó thì bây giờ cũng trời cũng đang chuyển mưa rồi. Thôi bây giờ để Lê Trung sẽ sắp xếp đồ đạc rồi Lê Trung sẽ đi về để mưa cả nhà. Hiện giờ thì cũng gần 1 giờ sáng rồi. Giờ mà để mắc mưa cái là bệnh chắc luôn cả nhà ơi. Thôi thì một lần nữa Lê Trung cũng xin phép kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú anh chị, những người đang yêu thương, những người đang theo dõi và những người đang đồng hành cùng với Lê Trung trong suốt cái thời gian qua có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an, đặc biệt là có thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ, Lê Trung xin kính chào và xin phép được hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.